Trong những năm gần đây, trào lưu nuôi thú cảnh đang trở nên phổ biến với chúng ta hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc nuôi những chú chó đáng yêu, dễ thương, lại có những bạn có sở thích nuôi những chú chó có ngoại hình dữ dằn, cun ngầu. Nhưng các bạn ơi, nhìn chúng to lớn và hung tợn vậy thôi, nhưng nếu được chăm sóc dạy bảo trong tình yêu thương thì chúng sẽ vô cùng ngoan ngoãn và luôn sát cánh bên bạn, thậm chí còn bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm nữa đấy. Xin chào, mình là Bình Nguyên của Khám Phá Tubi. Hãy là người đầu tiên cùng mình đi tìm hiểu xem 10 giống chó chiến trung thành bên bạn này là ai nhé. Một, chó ngao Argentina. Giống chó ngao Argentina hay còn được gọi là chó Dogo Argentino là một giống chó săn có tiếng ở các nước châu Âu. Tuy giống chó này có ngoại hình vạm vỡ và nhiều cơ bắp, cao to và dáng vẻ rất hùng dũng, nhưng cơ thể của chúng lại không cân đối bởi phần đầu của chúng khá to và xương gò má thì gồ lên thấy rõ. Nhưng mà sao mình vẫn thấy chúng rất là đẹp đấy nhỉ? Chúng là một giống chó rất tình cảm, trung thành và thân thiết với chủ nhân đấy các bạn ạ. Giống chó này quyết liệt với cả thiên hạ nhưng lại chỉ yếu đuối với một mình chủ nhân mà thôi. Và nếu như có ý định nuôi Dogo thì hãy nhớ huấn luyện cho chúng ngay từ khi còn bé nhé. Dạy con từ thuở còn thơ mà. 2. Pitbull. Nếu các bạn yêu thích cơ bắp thì không thể không chú ý tới chú chó Pitbull này. Pitbull là một giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở Anh để giữ nhà hoặc sử dụng trong các cuộc chọi chó. Giống chó này rất là dữ, hiếu chiến, bền bỉ và gan lì. Như một sự việc ở California, một người đàn ông ở miền trung California và người mẹ 77 tuổi của mình đi dạo ngang qua nhà hàng xóm đã bị một đàn chó Pitbull của gia đình này cắn xé tơi bời. Người mẹ thì may mắn sống sót, còn người đàn ông thì đã qua đời. Chúng sở hữu những bản năng của một kẻ sát thủ ghê rợn. Cần phải dạy dỗ và huấn luyện chúng đúng cách để chúng có thể giao tiếp và ứng xử thân thiện đúng mực. Bắt đầu từ việc gọi tên, vuốt ve, khen ngợi, sau đó đến những việc như là huấn luyện đánh hơi, kiềm chế khi bị kích động. Mặc dù vậy thì cần phải hết sức thận trọng để tránh chúng có những hành động tấn công con người và các loài khác các bạn nhé. 3. Boxer. Đối với các tín đồ say mê chó cảnh có ngoại hình vạm vỡ, cơ thể rắn chắc, chắc chắn là không thể bỏ qua dòng chó này đâu các bạn ạ. Chó Boxer được mệnh danh là những chú võ sĩ gan dạ, dũng cảm và thông minh. Đây là giống chó được lai tạo nhiều lần bởi từ các giống chó Bull, nước Anh và chó Ngao ở Đức. Đúng như tên gọi của giống chó này, khi tiếp xúc với những chú chó Boxer lần đầu thì bạn sẽ bị thu hút bởi ngoại hình đặc biệt của chúng. Toàn bộ cơ thể nổi bật với các cơ bắp nổi rõ, nhìn cuồn cuộn và rắn chắc không thua gì người võ sĩ thực thụ. Tính cách của những chú chó này rất năng động, vui vẻ, thích chinh phục, hiếu động. Đặc biệt là khi bạn nuôi một chú Boxer ở trong nhà, chúng cũng sẽ luôn trung thành và gắn bó lâu dài với bạn đấy. Tuy nhiên, vốn là giống chó có bản năng săn mồi, nên Boxer đôi khi khá là bướng bỉnh và hung dữ. Mình khuyên các bạn, khi cho chó cưng chơi với trẻ nhỏ thì cần phải để ý và cẩn thận. Vị trí tiếp theo, hãy cùng mình đến với giống chó rất quen thuộc với ngoại hình y như là chó sói nha. 4. Alaska Malamute. Nhìn em chó này, các bạn có thấy na ná cái bạn Husky ngáo với vô số màn cười bể bụng trên mạng xã hội không? Tuy nhiên thì em này đẹp trai hơn nhiều đấy. Đây là giống chó Alaska Malamute nổi tiếng khi sở hữu một ngoại hình to lớn. Tuy vậy, nhưng chúng lại có sự cân đối giữa chiều cao, cân nặng so với khung xương và cơ bắp. Chúng là giống chó vô cùng thân thiện, rất thông minh và nghe lời. Có một câu chuyện cảm động ở ngay đất nước Việt Nam thôi. Đám cháy bùng phát bất ngờ, chuồng báo cháy lại không hoạt động, khiến cho anh Danny và người vợ đang mang bầu ở chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh không hề biết là có sự cố xảy ra. Thế nhưng nhờ hai chú chó đã nhanh nhẹn thông báo cho chủ của mình mà hai vợ chồng đã may mắn thoát nạn. Chúng quá gan dạ phải không các bạn? Khi được nuôi trong gia đình, Alaska luôn phục tùng và sẵn sàng bảo vệ mọi người. Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn hãy thiết kế những bài tập thể lực để giúp chúng thêm khỏe mạnh và dẻo dai hơn nhé. Những giống chó ở trên quả là gây ấn tượng với sức mạnh vượt trội phải không các bạn? Nếu được chăm sóc với tình yêu thương thì chúng sẽ trở thành một người bạn trung thành của chúng ta đấy. Và ngay sau đây, các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu những vị trí tiếp theo để xem những người bạn của chúng ta là những giống chó nào nữa nhé.
Thứ 5, Doberman Pinscher. Các bạn có bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai cun ngầu này không nhỉ? Đây là một trong những giống chó chiến thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ đấy các bạn ạ. Doberman có bộ ngực to khỏe, cơ thể săn chắc vạm vỡ, lưng dài thẳng, tai vểnh cao và luôn dựng đứng. Doberman cũng được đánh giá là giống chó rất thông minh và vâng lời bậc nhất, có khả năng tiếp thu nhanh và thực hiện tốt các mệnh lệnh trong huấn luyện nên thường được dùng để làm chó bảo vệ, canh gác trong các lực lượng cảnh sát quân đội. Để thấy rõ điều này, các bạn có thể tìm và xem thử bộ phim truyền hình nổi tiếng Băng Đảng Doberman xem sao nha. Bộ phim kể về 6 chú chó Doberman được huấn luyện trong một vụ cướp ngân hàng. Chú chó này cũng rất dễ thích nghi với môi trường của gia đình, khu dân cư đông đúc, các căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, nếu như không muốn bị hờn dỗi thì các bạn nên thường xuyên đưa chúng ra ngoài đi dạo nhé. Thứ 6, chó béc dê Đức. Các bạn đam mê phim trinh thám không thể không biết đến bộ phim truyền hình nổi tiếng Rex, chú chó thám tử. Chú chó trong bộ phim chính là giống chó béc dê Đức. Đây là một giống chó rất nổi tiếng trên thế giới, nằm trong nhóm tứ đại quốc khuyển của Đức. Chú chó của chúng ta có cơ bắp mạnh mẽ, thanh thoát, đi đứng thì khoan thai chậm rãi. Chúng có một vận tốc khi hoạt động tối đa ngang ngửa với chó sói. Ở Italy có một câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt về một chú chó trung thành mang nòi giống béc dê Đức. Chú chó này tên là Tommy, được một người phụ nữ 57 tuổi nhặt về nuôi tên là Lucy. Sau khi bà Lucy qua đời, Tommy cũng tham dự lễ tang và đi theo đến tận nơi chôn cất ở nhà thờ Santa Maria Assunta. Sau đó chú chó tiếp tục vào nhà thờ và làm lễ, dù người chủ không còn đi cùng cậu nữa. Đến giờ thì chú chó vẫn hay ngủ cạnh nhà thờ. Mình cũng sắp rơi nước mắt rồi đây các bạn ạ. Thứ 7, Rough Collie. Hẳn là các bạn sẽ nghĩ những chú chó có bộ lông xù sẽ rất đáng yêu. Nhưng không chỉ mỗi đáng yêu thôi đâu, chúng còn rất thông minh nữa đấy. Giống chó này có tên là Rough Collie, là một trong những giống chó chuyên nuôi vào mục đích chăn cừu của Anh. Khi nuôi những chú chó này thì các bạn sẽ thấy rõ lòng trung thành, sự thông minh và dễ thương của chúng. Theo như mình tìm hiểu, Collie là giống chó đẹp nhất thế giới bởi bộ lông dài, nhiều màu sắc được pha rất là đẹp. Cơ thể khỏe mạnh, vẻ mặt tươi vui và bộ ngực rất sâu. Tuy nhiên, chó Rough Collie thường có nhược điểm là những bệnh về mắt. Chúng sẽ rất dễ bị dị ứng với một số chất kích thích như là chocolate. Vì vậy, với những tín đồ của chocolate thì các bạn nên cân nhắc nhé. Thứ 8, chó ngao bò. Chú chó mang khuôn mặt buồn bã này phải chăng đang đau khổ vì bị bồ đá? Không phải đâu các bạn ạ, đây là giống chó ngao bò nổi tiếng là giống chó canh gác đấy. Chúng có dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ nhưng lại không hề nặng nề. Ngao bò là giống chó hiền lành, thông minh, luôn trung thành và cũng rất tình cảm. Bạn có biết tới câu chuyện về chú chó ngao bò tên là Maru đã vượt 200 km qua những khu rừng của nước Nga đầy chó sói và gấu nâu để tìm đường trở về nhà cũ? Chủ của nó cho biết cô ta dị ứng với loài chó này, vì thế Maru đã được gửi trở về nơi mà nó sinh ra trên chuyến tàu đi xuyên qua Siberia. Thế nhưng Maru đã trốn thoát sau khi chiếc tàu này đi về hướng Tây tới thành phố Novosibirsk ở Nga, dừng lại ở một nhà ga hẻo lánh gần Achin. Maru đã dùng chân để mở cánh cửa khoang tàu và chạy về nhà cũ. Sao mà người ta có thể đối xử với chú chó đáng yêu như thế này như vậy được nhỉ? Sau đây, các bạn sẽ được gặp ngay một giống chó siêu to khổng lồ với sự thân thiện dũng cảm nha. Đi thôi nào! Thứ 9, San Bernard. Không chỉ có người khổng lồ mà ngay cả chó khổng lồ cũng có luôn đó các bạn nhé. Và nói đến giống chó khổng lồ thì không thể không nhắc đến giống chó San Bernard. Giống chó này có kích cỡ trung bình 65-120kg và chiều cao khoảng 70-90cm. To lớn là thế, nhưng chúng lại rất hiền lành và đặc biệt là thông minh. Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Barry là một chú chó San Bernard, sống cùng chủ ở một ngọn núi cao. Hàng ngày chủ của nó buộc một cái rổ nhỏ đựng thức ăn ở cổ nó, rồi họ thả nó để nó đi tìm người bị lạc đường trong tuyết. Một ngày Barry tìm thấy một người, nửa người bị phủ bởi tuyết, người ấy ngủ trên sườn ngọn núi. Barry chạy đến và nằm cạnh anh ta. Khi anh ta mở mắt ra,
anh ta rất mừng khi thấy con chó thân thiện và cơ thể to, ấm của nó. Anh ta vừa lấy thức ăn ở cổ của chú chó. Chú chó Saint Bernard dũng cảm này sống cho đến khi nó 12 tuổi. Suốt đời, nó đã cứu gần 15 mạng sống. Wow, các bạn có thêm câu chuyện nào về giống chó này không? Hãy kể cho mọi người cùng biết nhé! Mười, Rottweiler. Thêm một giống chó nữa đầy nam tính và mạnh mẽ đây các bạn ơi. Chó Rottweiler là một trong những giống chó sở hữu thân hình rắn chắc vạm vỡ. Tổ tiên của giống chó này bắt nguồn từ giống chó ngao xuất hiện từ thời La Mã cổ đại. Ngay từ khi mới xuất hiện, chó Rottweiler vốn được nuôi và thuần hóa với mục đích để săn bắt, kéo xe trong thời chiến và chăn thả các loài gia súc. Những chú chó Rottweiler kích thước khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn. Rottweiler yêu mọi người và muốn ở bên gia đình của họ. Nếu chúng bị bỏ mặc trong thời gian dài hoặc không được tập thể dục đầy đủ, chúng có thể trở nên phá phách. Vậy nên đừng thờ ơ với chúng nếu như không muốn phải thu dọn bãi chiến trường nhé. Vừa rồi là những giống chó chiến trung thành bậc nhất của con người. Vậy thì các bạn cảm thấy ấn tượng với giống chó nào nhất? Hãy cùng comment ngay xuống bên dưới phần bình luận để xem giống chó nào có nhiều fan nhất nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để có thể cập nhật thêm những điều thú vị và hấp dẫn hơn nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.